Cha Tin Đầu. Mình là anh Tuyết. Hôm nay thì mình xin được chia sẻ với mọi người về hai loại trà. Loại trà thứ nhất là trà ở quê, và loại trà thứ hai là trà sản xuất theo lối công nghiệp hiện đại. Và vì sao có cái tên gọi là trà ở quê? Vì chúng ta ở đồi núi, mỗi nhà chúng ta có khoảng từ 1 đến 2 đồi chè, nhưng chúng ta vẫn sản xuất theo lối là lối nông nghiệp cũ đấy ạ. Thì chúng ta vẫn là ủ phân, tưới đạm, vẫn theo chăm sóc theo lối dân gian. Nhưng mà thường thường là ở đồi núi thế thì là có rất nhiều những cây cối, ví dụ như cây bạch đàn hoặc cây xoan thì mọc chung quanh cái vườn chè đó. Thì quý vị có biết là những cây đó thì nó làm hút hết chất dinh dưỡng của cây chè không? Và mặc dù chúng ta chăm sóc theo kiểu lối cũ, không có chất hóa học, nhưng mà chất lượng của chè nó có được ngon như lối công nghiệp hiện đại ngày nay không? Từ khâu hái, sao trà vẫn sao trên chảo gang. Khi sao thì sẽ có nhiều tro bụi bám vào cánh trà, rồi không định lượng được nhiệt độ chuẩn xác. Và đặc biệt hơn nữa là sẽ có mùi khói bếp lẫn vào hương vị của trà, dẫn đến là không có mùi thơm đậm. Ở Thái Nguyên chúng ta thì đã có 4 vùng chè được áp dụng theo lối trồng chè công nghiệp hiện đại. Đó chính là vùng chè Tân Cương, vùng chè Khe Cốc, vùng chè La Bằng và vùng chè Sông Cầu. Đã áp dụng theo lối là sản xuất chè sạch hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Và đặc biệt hơn nữa là được trồng theo từng đồi và đã được đánh số. Và sẽ không có cái cây cối mọc xung quanh để làm hút chất dinh dưỡng của chè. Mỗi lô chè đều được quy hoạch và có các biển thứ tự riêng. Ở các lô đều có dàn xoay và tưới nước tự động cùng với hệ thống cảm biến điều khiển tự động từ xa. Từ nhà xưởng, kho bảo quản, trưng bày sản phẩm đều được lắp đặt các trang thiết bị theo dõi, chăm sóc cho cây chè, sản phẩm chè. Công ty thì sử dụng công nghiệp, điện toán mây vào hệ thống tưới tiêu tự động, sử dụng chip điện tử để theo dõi hướng gió, độ ẩm và dự báo thời tiết. Ngoài việc đã được ủ kỹ một số loại chế phẩm sinh học an toàn để kích thích khả năng hấp thụ của cây. Có những người đã uống chè từ 10 đến 20 năm và chỉ uống một loại chè. Và quý vị hãy thử một lần uống chè của bên Trà Tin Đầu. Và mình xin chắc một điều rằng là sau khi uống, quý vị sẽ không còn muốn uống loại chè nào khác. Ngoài cái vị thơm ngon và màu sắc của nó đặc biệt ra thì còn rất nhiều tác dụng tuyệt vời. Và đặc biệt là với những người cao tuổi mà chúng ta bị bệnh huyết áp hoặc là bị tiểu đường thì chúng ta nên uống trà mỗi ngày, thì để giảm đi cái lượng đường trong máu. Và đặc biệt đối với những người mà chúng ta muốn giảm cân mà chúng ta đã áp dụng nhiều những biện pháp mà không có tác dụng, hoặc là chúng ta thấy cơ thể chúng ta có hại ấy, thì mình khuyên các bạn là nên uống trà xanh mỗi ngày để giảm đi lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Và đặc biệt nữa là giảm lượng cholesterol xấu ở trong máu. Người cao tuổi mà thường xuyên uống trà xanh mỗi ngày thì sẽ có trí nhớ và sẽ có độ minh mẫn hơn những người mà chúng ta không uống chè thường xuyên. Và còn rất nhiều tác dụng khác nữa, như là trị khô miệng này, hoặc là viêm khớp này, và rất là nhiều tác dụng thần kỳ của việc uống trà xanh mỗi ngày. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình về hai loại chè. Và sau video này thì mình cũng tin rằng là quý vị hãy cân nhắc là nên mua loại chè nào và không nên mua loại chè nào để tốt cho sức khỏe của mình. Quý vị hãy đến với thương hiệu Trà Tiên Đầu của chúng tôi, để Trà Tiên Đầu là nơi hội tụ tứ loại danh trà để đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Sau video này thì mong rằng quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Trà Tiên Đầu. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.